VNF trong số 18 bị can bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ, với khung hình phạt cao nhất có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân. Ngày 19 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và một số tỉnh. Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Việc tổ chức chuyến bay được giao cho Văn phòng Chính phủ và tổ công tác một số bộ, ngành. Quá trình thực hiện cấp phép chuyến bay và phê duyệt cách ly tại địa phương, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 cá nhân là cán bộ thuộc các bộ, ngành, địa phương đã nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại gần 10,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đưa hối lộ tổng cộng gần 227 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng cộng gần 74,5 tỷ đồng và lừa đảo hơn 24,5 tỷ đồng. Trong số này, bị can Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, nhận hối lộ 5 lần, với tổng số hơn 4,2 tỷ đồng. Bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 37 lần, với tổng số 21,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 32 lần, với tổng số hơn 25 tỷ đồng. Bị can Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận hối lộ 253 lần, với tổng số hơn 42,6 tỷ đồng. Bị can Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhận hối lộ 7 lần, với tổng số hơn 2 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 9 lần, với tổng số 5 tỷ đồng. Trong vụ án, có 18 người bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong số này bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.